nữ nhân viên lấy trộm 1,9 tỷ đồng của chủ tiệm thuốc. Theo kết quả điều tra, từ tháng 11 năm 2020 đến lúc phát hiện vào ngày 21 tháng 7 năm 2021, bị cáo Ly đã lấy trộm 1,9 tỷ đồng của chủ nhà thuốc Từ Hảo. Chiều ngày 17 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án đối với bị cáo Bùi Trúc Ly, sinh năm 1988, ngụ khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, bị cáo Bùi Trúc Ly làm việc tại nhà thuốc Từ Hảo, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh, từ năm 2010 với nhiệm vụ bán thuốc và thu tiền. Ngày 21 tháng 7 năm 2021, qua kiểm tra camera, ông Từ Hảo, chủ nhà thuốc, phát hiện bị cáo Ly lợi dụng các nhân viên trong nhà thuốc không để ý, đã lén lấy tiền bỏ vào túi áo. Khoảng 16 giờ cùng ngày, ông Hảo tra hỏi sự việc, bị cáo đã thừa nhận lấy trộm 4,1 triệu đồng giấu trong túi áo. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Bùi Trúc Ly trình bày, trong quá trình làm việc tại nhà thuốc, gia đình bị cáo gặp nhiều khó khăn, chồng bệnh nặng, chi phí điều trị cao, nguồn thu nhập từ làm thuê không đủ trang trải nên nảy sinh ý định trộm tiền tại nhà thuốc, mỗi lần Ly lén lấy trộm 2 đến 4 triệu đồng. Theo kết quả điều tra, từ tháng 11 năm 2020 đến lúc phát hiện vào ngày 21 tháng 7 năm 2021, bị cáo Ly đã lấy trộm 1,9 tỷ đồng của chủ nhà thuốc Từ Hảo. Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Bùi Trúc Ly 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Công an thành phố Hồ Chí Minh.